Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 21 CTTU ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ thị số 21 của Tỉnh ủy Thái Nguyên là văn bản chỉ đạo, định hướng lớn cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh. Sau 7 năm thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành 9 văn bản, 38 đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ nhằm cụ thể hóa định hướng, nội dung, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ trong từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của tỉnh được tăng cường mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể như chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Thái Nguyên là địa phương đứng thứ 10 cả nước và đứng đầu các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ trọng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh luôn cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Nhằm nâng cao kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn kiến thức về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho trên 100 đại biểu của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các hiệp hội, hội và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến thông tư số 02 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, hướng dẫn sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN, hướng dẫn sử dụng vật mang dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN, hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN, hướng dẫn về dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè theo TCVN 13993/2024. Hội nghị tập huấn là cơ sở quan trọng để xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa một cách thống nhất và chuẩn hóa trên phạm vi toàn tỉnh, giúp truy cập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, kịp thời phát hiện những điểm không hợp lý để chủ động cải tiến, khắc phục, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, góp phần thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cùng với Viện Nghiên cứu và Kinh tế số tổ chức khóa đào tạo về hệ thống quản lý tinh gọn, hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá năng lực xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189-2022 cho hơn 50 học viên của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở khám bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khóa đào tạo phổ biến các nội dung tổng quan về Lean trong các cơ sở y tế, các nguyên tắc, công cụ và các bước triển khai Lean tại các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ y tế, giới thiệu một số mô hình áp dụng thành công Lean, tổng quan về hệ thống chất lượng và năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189-2022 và thực trạng tại Việt Nam, quy trình thiết lập, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến liên tục và đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO trên. Khóa đào tạo trên là giải pháp quan trọng giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao chất lượng và năng lực, đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đây cũng là nội dung thuộc dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xây dựng và áp dụng Lean, kết hợp hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn trên để nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau 9 tháng triển khai thực hiện đề tài, nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì. Đến nay, đề tài đã bước đầu được một số kết quả khả quan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Mô hình nghiên cứu được thực hiện tại gia đình ông Dương Quốc Hải, xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, xây dựng 4 ô chuồng nuôi thí nghiệm phù hợp cho 9 con lợn đen bản địa trên một ô chuồng, tương ứng với 4 lô thí nghiệm, đối chứng, thức ăn trộn 0% bột trà xanh, thí nghiệm 1-1% bột trà xanh, thí nghiệm 2-3% bột trà xanh, thí nghiệm 3-5% bột trà xanh. Thức ăn cho lợn đều là thực phẩm tự nhiên, cám gạo, cám ngô, đậu tương, khoáng, vitamin tổng hợp, ủ men vi sinh kết hợp với bột trà xanh.
Thời gian nghiên cứu từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Cái xã Thịnh Đức để làm mô hình vì nó có rất nhiều cái thuận lợi. Thuận lợi là khu vực này cũng là khu vực trồng rất nhiều chè. Cái thứ hai là cái khoảng cách mà địa lý để theo dõi cái mô hình này nó cũng gần hơn so với những khu vực khác như là huyện Định Hóa hay là Đại Từ hay là trên chỗ Đồng Hỷ. Hiện nay cái mô hình này đang trong cái giai đoạn thí nghiệm thì chúng tôi thì đang sử dụng là 4 lô thí nghiệm. Thì trong đó thì có một lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm bổ sung tỷ lệ cái bột lá chè vào trong thức ăn ấy với tỷ lệ là 0, 1, 3 đến 5%. Hiện nay lợn thí nghiệm đang trong giai đoạn 2, từ 3 đến 4 tháng tuổi. Qua hai giai đoạn nuôi cho thấy thức ăn có bột trà xanh giúp nâng cao khả năng miễn dịch, tỷ lệ lợi khuẩn tăng, giúp giảm các bệnh thông thường trong đường tiêu hóa, nâng cao khả năng miễn dịch của lợn, tăng chất lượng thịt lợn. Phương thức chăn nuôi chuồng hở thông thoáng tự nhiên trên nền đệm lót có bổ sung men vi sinh. Hiệu quả của phương thức này kết hợp với thức ăn đã ủ men cho thấy làm giảm mùi chuồng trại, giảm lượng khí thải độc hại, không cần sử dụng nước tắm cho lợn, tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng trong chăn nuôi. Ngoài ra, việc tạo bãi chăn thả theo giờ, những khung giờ nắng ấm, tăng khả năng vận động cho lợn, nâng cao được khả năng trao đổi chất của lợn, giảm lượng tích lũy mỡ trong cơ thể, tăng độ săn chắc cho cơ bắp, nâng cao chất lượng thịt. Hiện nay thì cái việc mà bổ sung lá chè vào trong thức ăn cho lợn ấy thì bắt nguồn là từ cái việc mà khi mà lá chè mà bổ sung sử dụng trên con người cũng có rất nhiều cái hiệu quả. Ví dụ như là về cái việc mà chống ung thư này, ví dụ như là giảm cái việc lão hóa, tăng cái việc mà trao đổi lipid ở trong cơ thể. Thế chính vì vậy mà chúng tôi đã sử dụng cái bột lá chè này cho con lợn nhằm cái một số cái mục đích như là thứ nhất là trong cái lá chè thì có rất nhiều cái thành phần dinh dưỡng, ví dụ như là polyphenol, và khi mà bổ sung cái bột lá chè vào trong đó ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển hóa lipid tốt hơn, làm giảm cái việc mà tích lũy cái chất béo trung tính. Theo đánh giá bước đầu của cơ quan chức năng, hoạt động nghiên cứu rất thiết thực, có tính ứng dụng cao, có phần đa dạng hóa sản phẩm, là tiền đề tạo ra thực phẩm cao cấp gắn với thương hiệu trà Thái Nguyên. Đây là tiền đề để nâng cao giá trị thịt lợn, giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung. Từ hiệu quả mô hình, Ban chủ nhiệm đề tài đang làm hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm thịt lợn được nuôi bằng thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên. Thế và thời gian tới thì khi nghiệm thu chính thức ấy, thì sẽ có kết quả chính thức về cái chất lượng của thịt lợn mà có bổ sung cái bột trà xanh trong khẩu phần thức ăn, phối hợp giữa các ngành từ Sở Khoa Công nghệ đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Nông nghiệp và Sở Công thương để có cái hướng để sau khi kết thúc nghiên cứu ấy, sẽ thực hiện sản xuất đại trà bằng cách là sẽ chọn những cái doanh nghiệp mà vừa làm kinh tế nhưng vừa làm du lịch, hoặc là những doanh nghiệp mà có cái tiềm năng về chăn nuôi đấy, có kỹ thuật về chăn nuôi để triển khai rộng cái mô hình này. Và cái thứ ba nữa thì đồng thời với đó là cũng phải quảng bá và đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cái lợn, cho cái thịt lợn mà có cái bổ sung cái trà xanh vào trong cái khẩu phần thức ăn để làm sao giữ được cái bản quyền của Thái Nguyên. Đó chính là cái bản quyền, hay nói cách khác là cái giá trị của cái cây chè đấy, đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè đấy, trong kể cả trong chăn nuôi các lĩnh vực khác. Từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên với mục tiêu xây dựng được quy trình, công thức thức ăn chăn nuôi lợn thương phẩm có sử dụng bột trà xanh Thái Nguyên để chuyển giao cho người chăn nuôi. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để tạo ra sản phẩm thịt lợn chè xanh cung cấp ra thị trường trong thời gian tới. Chương trình Truyền hình Khoa học và Công nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.